Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá cuối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Kim Thành Vlog. Sir Jim sắp đưa ra quyết định tàn nhẫn tại MU. Neymar có bến đỗ trong mơ trước khi giải nghệ. Messi, Suarez lập công MLS thoát khỏi thất bại. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá cuối ngày hôm nay cùng kênh Kim Thành Vlog thưa quý vị. Gomez sáng cửa trở lại đội tuyển Anh. Phong độ ấn tượng tại Liverpool có thể giúp Gomez tái xuất trong màu áo đội tuyển Anh, theo Mirror. Lần cuối cùng Gomez lên đội tuyển Anh diễn ra vào tháng 10 năm 2020 trước xứ Wales. Mùa này, bên cạnh đá trung vệ, Gomez còn được Jurgen Klopp xếp thi đấu ở vị trí hậu vệ phải lẫn trái. Sự đa năng ấy giúp anh lọt vào tầm mắt của Gareth Southgate trong bối cảnh ông chuẩn bị chốt danh sách triệu tập vào tháng 3. Manu đồng ý nhả Lisandro Martinez cho Argentina. Bất chấp Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương, Argentina vẫn triệu tập hậu vệ này. Điều thú vị là Manu đồng ý nhả trụ cột về lại đội tuyển quốc gia. Theo Mail, cựu sao Ajax sẽ kết thúc quá trình phục hồi chấn thương cùng các đồng đội trên đội tuyển quốc gia. Argentina sau đó sẽ gặp Costa Rica trong một trận giao hữu khác vào thứ Ba, ngày 26 tháng 3, lần này là ở Los Angeles. Vì Copa America này diễn ra tại Mỹ, nên huấn luyện viên Scaloni muốn những cái tên ông tin tưởng nhất góp mặt ở đợt tập trung tháng 3. Với đẳng cấp của mình, Martinez hiển nhiên được triệu tập, miễn là anh không gặp bất cứ chấn thương nào. Tổng lốc kia rạng rỡ ngày trở lại. Hồi tháng 12, trận đấu giữa Bournemouth và Luton Town tại Vitality bị hoãn lại do sự cố ngừng tim của Tom Lockyer. Rạng sáng nay, Bournemouth và Luton tái ngộ khi đội chủ nhà hoàn tất cuộc lội ngược dòng kịch tính 4-3. Trước thềm bóng lăn, Lockyer xuất hiện gặp gỡ các bác sĩ đã cứu mạng anh. Ngôi sao Luton còn tranh thủ biểu diễn vài đường bóng trước khi trận đấu bắt đầu. Trong khi đó, người hâm mộ ủng hộ Lockyer bằng bức tranh tường trên khán đài. Griezmann nói lời khó nghe hướng đến Sanchez. Ở lượt về vòng 1/8 cúp C1, Atletico Madrid thắng Inter Milan 2-1 và thắng tiếp 3-2 tại loạt luân lưu. Đáng chú ý, tiền đạo Sanchez thực hiện hỏng lượt đá phạt đền của mình. Griezmann ở ngoài đường pitch tỏ ra rất phấn khích với điều đó. Ống kính truyền hình còn phát hiện được việc Griezmann quay sang nói với Jojo Zepon lời lẽ không hay. Gã người Chile này là kẻ hèn nhất. Miami, Nashville, Messi, Suarez lập công. Inter Miami trở về sân nhà trong trận lượt về với đội hình đề cao phòng ngự, trong khi để Messi, Suarez và Gomez tác chiến với nhau trên hàng công. Nhưng khác với trận lượt đi, Inter Miami tỏ ra mượt hơn trong tấn công trong trận này. Ở phút thứ 8, Miami đã mở tỷ số sau khi Messi chọc khe đưa Suarez băng xuống dứt điểm ngay qua hàng thủ môn Willis. Đến phút 23, đích thân Messi ghi bàn. Nashville chơi khá bế tắc và đến phút 41 họ suýt bị thủng lưới bàn thứ 3, nhưng cú sút xa của Gomez không đủ hiểm để thắng được Willis. Đội khách dù vậy ở cuối hiệp 1 cũng khá xui khi cú bắt vô lên một chạm của Lovitz đập góc chữ A khung thành của Miami. Messi chỉ đá thêm 5 phút đầu hiệp 2 trước khi bị thay ra và Inter Miami dành phần lớn thời gian đầu hiệp 2 chịu sự hãm thành của Nashville, nhưng các chân sút áo vàng liên tục bỏ lỡ hoặc không thắng được thủ môn Calenze. Đến phút 63, Suarez bấm bóng đúng tầm cho Robert Taylor, người vào thay Messi, công cú lắc đầu vào góc hiểm, nâng tỷ số lên 3-0 cho Miami. Mota đưa được bóng vào lưới Miami ở phút 80 nhưng bị va bắt việt vị và Nashville phải chờ tới phút 90+3 mới rút ngắn tỷ số. Chung cuộc Inter Miami thắng 3-1 ở lượt về. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Sir Jim sắp đưa ra quyết định tàn nhẫn tại MU. Số lượng nhân sự của Manchester United có thể bị cắt giảm tới 1/4 khi Sir Jim tìm cách tiết kiệm tiền tại Old Trafford. Theo Daily Mail, Sir Jim đã chỉ định công ty tái cơ cấu thực hiện một hoạt động cắt giảm chi phí lớn tại Manchester United trong việc tuân thủ các quy tắc về lợi nhuận và bền vững. Man United không thể ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ mới nào trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng, mặc dù đã cho Sancho và Van de Beek mượn vì Man United sắp vi phạm giới hạn của Premier League. Cũng theo Daily Mail, tập đoàn sẽ diễn ra thành hai giai đoạn với nhiệm vụ đầu tiên là phân tích chi phí kinh doanh của Man United như hóa đơn đi lại và hợp đồng với các công ty bên ngoài. Tính đến thời điểm hiện tại, Man United có đội ngũ nhân sự lớn nhất so với bất kỳ câu lạc bộ nào ở Premier League với hơn 1.112 nhân viên trong biên chế so, với khoảng 900 ở Liverpool, 750 ở Tottenham, 720 ở Manchester City và 700 ở Arsenal. Ross Cliff đã hành động nhanh chóng kể từ khi anh mua 25% cổ phần của United vào tháng trước và đã có những cải tổ mạnh mẽ trong việc thay máu ở những vị trí quan trọng. Đó đều là những vị trí giám đốc có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai lâu dài của đội bóng. Rời Ả Rập, Neymar có bến đỗ trong mơ trước khi giải nghệ. Điểm đến mới của Neymar được tiết lộ sau khi anh rời Saudi Pro League. Việc Neymar tái hợp với Santos, câu lạc bộ đã đưa anh trở thành siêu sao toàn cầu cùng FC Barcelona và PSG, dường như là một chân trời ngày càng gần hơn. Theo lời của chủ tịch câu lạc bộ Brazil, Marcelo Teixeira, ông đảm bảo rằng mọi thứ gần hơn mong đợi và ngày Neymar trở lại đội bóng cũ sẽ không còn xa vời.
Bất chấp sự phức tạp liên quan đến thương vụ tầm cỡ này, đặc biệt là trong khi Neymar bình phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng, mong muốn tái hợp giữa cầu thủ và câu lạc bộ cho thấy giấc mơ này có thể trở thành hiện thực sớm hơn dự kiến. Niềm khao khát quay trở lại này không phải là mới. Ngay từ năm ngoái, trong thời gian ở Paris Saint-Germain, Neymar đã bày tỏ mong muốn được trở lại Santos, một cảm giác dường như chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian. Henry chỉ ra hai cái tên mà Arsenal rất ngán ở tứ kết. Chia sẻ trên CBS Sports, huyền thoại Thierry Henry cho rằng Real Madrid và Man City sẽ là những cái tên mà Arsenal ngán nhất ở vòng tứ kết Champions League. Vừa qua, Arsenal đã xuất sắc đánh bại Porto trên chấm phạt đền để có tấm vé vào vòng tứ kết Champions League lần đầu sau 14 năm. Đối thủ của pháo thủ sắp tới sẽ là một trong những đội sau: Man City, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern Munich, Dortmund và Paris Saint-Germain. Thierry Henry tin rằng không có đối thủ nào là dễ chơi ở giai đoạn này. Nhưng anh cho rằng Real Madrid và Man City sẽ là hai ngọn núi rất khó vượt qua. Henry chia sẻ trên CBS Sports: bạn không bao giờ nên thiếu tôn trọng bất cứ đội nào ở châu Âu. Có hai đội có thể tự mãn, đó là Real Madrid và Man City, thế thôi. Những người khác, bạn chỉ cần chạm mặt là có thể chơi ngay. Đối với tôi, Man City là đội vẫn có thể bị đánh bại. Tôi hiểu Pep đó không phải là cách ông ấy sẽ tiếp nhận nó, tôi chỉ nói ra thôi. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở những video tiếp theo.